Cuộc sống thực nó ở trong đầu mà ra, chứ nó không phải bên ngoài để người khác bảo bạn không làm được đâu. Đấy là bên ngoài. Còn làm được hay không là thằng nào bảo? Thằng đầu. Có trong đầu sẽ có trong tay. Không có thứ gì đến từ bên ngoài. Bạn chứng minh được cho tôi có gì đến từ bên ngoài không? Tự nhiên một ngày đầu đấy nó có. Trừ những thứ như là cỏ cây hoa lá, đúng không? Do trái đất sinh ra, nó cũng giống như mình là do trái đất sinh ra. Mà người bắt đầu từ đâu thì tôi cũng chịu. Thế có những thứ khó giải thích, nhưng mà mọi thứ đều bắt đầu từ bên trong. Mọi của cải vật chất xung quanh chúng ta đều bắt đầu từ bên trong. Quy hoạch xã hội, quy hoạch địa phương của bạn, trong cái hình dáng địa phương của bạn phát triển hay không phát triển đều đến từ những cái đầu của những người quản trị địa phương đấy. Ông chủ tịch xã, ông chủ tịch huyện, ông chủ tịch tỉnh, mấy ông quản trị như nào thì địa phương nó phát triển như thế. Thế tất cả vậy thôi, trong đầu. Thế cho nên khi người ta tuyển ra những cái người giỏi để quản trị thì người ta sẽ tuyển cái gì cả nhỉ? Năng lực chân tay hay là cái đầu biết nghĩ? Tất cả những gọi là chức vụ cao cấp và quan trọng đều là chọn cái này, cái đầu. Vậy thì nhiều người người ta lại cứ nghĩ là mọi thứ bên ngoài cơ. Cho nên là số phận tôi chỉ là như vậy thôi, sẽ không có đâu.